Giai đoạn 2021-2025, thành phố Đà Nẵng tập trung đầu tư mở rộng 97 tuyến đường có mặt cắt dưới 4 mét với tổng kinh phí đầu tư trên 243 tỷ đồng. Qua kiểm tra đánh giá thí điểm mở rộng đường tại 4 quận Liên Chiểu, Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, bước đầu cơ bản đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng dân cư, đáp ứng yêu cầu phát triển giao thông, phục vụ dân sinh, đảm bảo công tác cứu hộ cứu nạn khi có sự cố xảy ra. Sinh sống tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, có nhà trên đường Hòa Mỹ 2 với lòng đường 3m75. Nhiều năm nay, mỗi lần dừng đỗ ô tô trước cửa nhà, anh Đỗ Mạnh Hùng luôn nơm nớp lo sợ va chạm khi có xe lưu thông qua lại. Bởi vậy, khi có chủ trương lùi vỉa hè mỗi bên 80cm, lòng đường được mở rộng đến 5m5, thì anh Hùng cũng như người dân trên tuyến đường rất phấn khởi, đồng thuận hưởng ứng. Là người dân rất ủng hộ, ngay cả những cái thời điểm mà thi công là rất khó khăn, ảnh hưởng tới lối sống, thì người bên đơn vị thi công họ cũng đã cố gắng khắc phục một phần, ví dụ như múc đường cống thì họ cũng chịu khó lót ván để dân đi qua. Nói chung là tác phong thi công cũng tương đối tốt. Mà hôm nay là mở được đường một khoan tròn, sạch sẽ và nói chung là thông thoáng đường đó cho xe cộ đi lại của bà con, người ta họ rất là đồng tình và ủng hộ. Là mà các cấp chính quyền cũng nên ở cái chỗ là mình cũng cần thiết để mở rộng nhân rộng ra ở các con đường khác để cho nó có được cái con đường thành phố văn minh xanh và sạch đẹp. Các đơn vị thi công cho biết chưa có dự án giao thông nào thuận lợi và thi công nhanh chóng như dự án mở rộng lòng đường đến 5,5m trong khu dân cư hiện nay. Người dân phấn khởi, chủ động thu dọn cây cảnh trước nhà, trả lại vỉa hè, hỗ trợ điện nước cho đơn vị thi công nhanh chóng. Chỉ trong vòng 2 tháng, 25 tuyến đường được chọn làm thí điểm tại các quận Liên Chiểu, Hải Châu, Sơn Trà, quận Ngũ Hành Sơn đã hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Sau khi mà nhận mặt bằng công trình để triển khai thi công, thì nhà thầu nhận thấy là tất cả những người dân ở trên các khu vực này rất là đồng lòng ủng hộ, hỗ trợ bàn giao mặt bằng cho nhà thầu và cũng như là tạo điều kiện cho những cái vướng mắc trên công trình. Và nhà thầu cũng xác định đây là cũng công trình trọng điểm mà cần phải đẩy nhanh và làm cho cái khu phố nó văn minh, nó sạch sẽ. Qua triển khai thì với phường Ái Bắc thì chúng tôi đã khảo sát, người dân rất đồng tình trong việc triển khai cái tuyến đường này và 6 tuyến đường đã hoàn thành. Và qua thực hiện thì rất khang trang, sạch đẹp, nó tạo cho bà con đi lại thuận lợi, ra chữa cháy, đô thị sáng sủa. Bà con là 22 tuyến đường tới, sắp tới mong rằng thành phố vẫn tiếp tục quan tâm đầu tư cho địa phương với cái phương pháp là làm nhanh cuốn chiếu để tạo thuận lợi cho bà con trong thời gian đấy. Khó khăn lớn nhất hiện tại là khi mở rộng, vỉa hè bị bó hẹp, đường điện sát nhà dân sẽ gây mất an toàn hành lang lưới điện. Vì vậy, hệ thống hạ ngầm đã được tính đến khi triển khai làm đồng loạt các tuyến đường còn lại. Chúng ta nên mạnh dạn đầu tư, có thể ít được, nhưng đã hạ ngầm hết, thì khả năng ngầm trước sau cũng phải là. Thì tại sao chúng ta không làm? Theo chúng ta làm 14 tuyến đường, giờ chúng ta làm 12 tuyến thôi. Làm cái dứt điểm ở đấy, tránh trường hợp là làm đầu tư nửa chừng, năm sau lại đào lên bới xuống. Quan điểm của tôi xin ý kiến, nếu được thì sẽ về giao các sở ngành nghiên cứu. Mà cái đấy mang tính bền vững, tránh lãng phí. Năm nay làm 12 cái, năm sau làm mấy cái nữa, còn đỡ là cứ làm xong sao lại mới đi mới lại. Quyết sách phù hợp, kịp thời và thiết thực đã được người dân Đà Nẵng đồng tình ủng hộ. Thực tế cho thấy thành phố Đà Nẵng đã từng là điểm sáng trong phong trào nhân dân hiến đất lập đường, tái thiết đô thị. Trong giai đoạn phát triển mới, đô thị cần chỉnh trang nhằm nâng cao chất lượng sống, tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch. Ngoài chủ trương của chính quyền, cần sự quan tâm, đồng thuận của người dân để cùng chung tay thiết kế bộ mặt đô thị Đà Nẵng ngày càng văn minh, hiện đại.